Chào các em. Hôm nay, cô mời các em cùng lắng nghe câu chuyện kể về tấm lòng bao dung của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Câu chuyện có tên Mất mát sau chiến tranh, còn lại sau ngọn lửa. Câu chuyện như sau. Năm 1285, sau khi bị quân dân Đại Việt đánh bại lần thứ hai, Giặc Nguyên muốn phục thù rửa hận. Chúng biết không thể chiến thắng được quân dân ta bằng sức mạnh, nên đã bỏ ra rất nhiều vàng bạc mua chuộc một số quan đại thần của nhà Trần. Trước cám dỗ của tiền tài, nhiều người đã bất chấp và đánh đổi lương tâm. Gian trá này không thể qua mặt được vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông. Ngài vô cùng đau lòng và thất vọng trước quyết định nông nổi của một số mệnh quan trong triều đình. Ngay buổi chầu sáng, vua cho người mang toàn bộ thư tịch ký kết bán nước đến trước mặt bá quan văn võ. Đây là chứng cứ xác đáng mà chắc chắn có thể khiến những kẻ phản quốc phải cúi đầu nhận tội, chịu sự trừng trị thích đáng. Sau khi những kẻ có tật giật mình đang lấm lét cúi đầu nhìn nhau, thì vua bình thản nói: "Ta đã thắng giặc, và trong cuộc chiến này ta đã mất mát rất nhiều. Ta đã mất người thân của ta, ta đã mất xương, ta mất máu, và có khi ta đã đánh mất lương tâm của ta. Trong một trận chiến, sự mất mát này là bình thường." Trầm ngâm một lát, vua nói tiếp: "Bây giờ ta lấy lại được đất nước rồi, ta nhận lại con người, ta nuôi dưỡng lại nhân tâm, ta xây dựng lại ruộng đồng, xây lại nhà cửa, xây lại kinh thành và xây lại cả lương tâm của ta." Nói đến đây, vua Trần Nhân Tông ngừng lại một lát. Lúc này, những vị quan có thông đồng với giặc, mặt mày xám như tro. Từng lời nói của nhà vua như tiếng sấm đánh thẳng vào tâm can của họ. Bề ngoài họ cũng tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng chết lặng vì biết chắc tội lỗi của mình không thể che giấu được vị vua anh minh. Với họ, giờ đây án tử, thậm chí là tru di toàn tộc, dường như chỉ còn thiếu một lời phán quyết. Thế nhưng nhà vua lại nói ra những cái điều mà không ai có thể ngờ tới. Về sau, những người nào mất lương tâm thì phải xây lại lương tâm. Hôm nay trẫm tha thứ. Vừa dứt lời, vua Trần Nhân Tông ra lệnh mang thư tịch đốt trước mặt bá quan. Ngọn lửa bừng lên, thiêu rụi tất cả bằng chứng tội lỗi cũng như ý nghĩ sai trái trong lòng những con người lầm lỡ. Cả đại điện vỡ òa vì bất ngờ và cảm động trước quyết định của nhà vua. Những vị quan phạm tội quỳ sụp xuống sàn, khóc nức nở như những đứa trẻ được nhận ân huệ lớn lao. Họ tâm phục khẩu phục, thật lòng ăn năn và tự hứa dành trọn quãng đời còn lại để đền đáp ơn vua, để cống hiến hết mình cho dân, cho nước. Ngọn lửa bừng lên rồi tắt dần trong đại điện, còn lại chỉ là hơi ấm của tình thương giữa những con người. Vừa rồi cô và các em cùng nhau lắng nghe câu chuyện. Sau đây cô có một số câu hỏi, các em cùng suy nghĩ và trả lời. Đây là bức ảnh của nhà vua đang chia sẻ với các quan đại thần. Câu hỏi số 1: Vì sao vua Trần Nhân Tông quyết định tha thứ cho lỗi lầm của các quan đại thần? Câu hỏi số 2: Theo em, nếu như mọi người không có lòng bao dung với nhau thì xã hội sẽ thế nào? Câu 3:
em cần làm gì để phát triển lòng bao dung? Hãy nghe lại câu chuyện và trả lời các câu hỏi mà cô gợi ý ở trên. Hẹn gặp lại các em ở những tiết kể chuyện sau. Thân ái, chào tạm biệt.